bản tính đã trở thành một giá trị không thể thiếu trong đời sống tâm hồn của người Tày. Tiếng đàn tính nhẹ nhàng thanh thoát nhưng sâu lắng, thể hiện một phần tâm hồn của người Tày trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tiếng đàn tính đó là tiếng chim reo, tiếng suối chảy,